Trọng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. À, con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc, nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí. Điểm mạnh của con là rất là thích hát, nhưng mà mặc dù hát không có hay. Biết nấu ăn nhưng mà chút chút thôi. Đôi khi cũng hay nóng tính nhưng mà cũng rất là nhanh nguội luôn. Còn về anh ạ, nhận xét em như thế nào? Em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà gái, nhà trai chỉ cách có cái hàng rào thôi. Hai bên nói lớn lên để mình cảm nhận từ ngay lúc này nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào bạn chơi. Em xin giới thiệu là em là Lương Văn Hoàng, quê ở Hà Tĩnh. Và em đến đây tham gia chương trình này. Hồi học quá. Lương gì? Tên em là Lương Văn Hoàng. Lương Văn Hoàng. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 24 tuổi. 24. Hiện nay làm việc ở đâu? Em làm việc hiện tại bây giờ đang ở An Tây. An Tây Bến Cát, Bình Dương. À, làm Bình Dương. Làm công việc gì? Em là nhân viên kỹ thuật điều hành máy. Máy để sản xuất ra giấy. À, máy sản xuất ra giấy. Mời nhà gái. Bên nhà gái mình giới thiệu lớn lên cơ. Chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Văn. Và chào bạn Hoàng bên kia. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Mai, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại em đang kinh doanh chuỗi cà phê sạch. Và bên cạnh đó em còn kinh doanh online nữa ạ. Năm nay cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ, năm nay con 24 ạ. Hoàng có ưu điểm, khuyết điểm gì? Con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc. Hay giúp đỡ bạn bè anh em. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp phải không? Dạ, được. Rồi có những khuyết điểm gì? Có thể là trong công việc, người đó có thể lớn tuổi hơn con. Biết cái này con chỉ cho họ, nhưng mà con hơi nóng tính tí. Nhưng mà là sau... họ đúng không? Dạ, không phải là la, nhưng mà chỉ mà trên đôi lúc là hơi to tiếng. Hơi thôi. To tiếng. Sau lúc đó là bình thường. Đối với người lớn tuổi con lo to tiếng họ. Dạ không. Đau khổ to, lắm. To là chỉ to 1-2 tuổi thôi. À, chứ to như chú mà con lớn tiếng rồi chú buồn khóc luôn. Chú Quyền Linh là người con hâm mộ nhất rồi mà. Ôi giời, cảm ơn con. Làm chú tổn thương. Rồi còn Mai, bên đây con nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi con. Dạ, điểm mạnh của con là rất là thích hát, nhưng mà mặc dù hát không có hay. Biết nấu ăn nhưng mà chút chút thôi. Còn điểm yếu thì rất là nhiều luôn. Đôi khi cũng hay nóng tính, nhưng mà cũng rất là nhanh nguội luôn. Đi đường là rất hay bị quên đường luôn. Và rất thích đi du lịch nhưng mà bị say xe. Nên là chưa được đi du lịch đâu hết. Rồi, nhà trai, mình có mấy mối tình rồi? Em trải qua chỉ một mối tình, kéo dài 3 năm mà. 3 năm là dài rồi đó. Nhưng mà sao 3 năm rồi mình chia tay vậy? Có thể là vướng mắc về phía gia đình. Mình không thuyết phục gia đình hả? Hay là tình yêu dạ chưa vậy, đủ lớn? Dạ chắc cũng một phần vậy, với có thể rằng là yêu xa hoặc là khoảng cách về thời gian. Xa là xa không? Xa tầm khoảng tầm 100 cây à. Trời ơi, 100 cây gần quá. Còn con thì sao nè? Dạ con thì trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên. Thích thì mình cũng quen thôi. Dạ, đúng. Thôi bỏ qua đi. Dạ. Mối tình tiếp theo nè. Dạ, mối tình tiếp theo là trong lúc mà con đi giao cà phê thì có gặp một anh. Thì anh ấy cũng chủ động nhắn tin thì hẹn gặp, nhưng mà khoảng thời gian đó thì cả hai đứa đều vì áp lực của công việc á, nên khoảng cách nó cũng xa hơn và anh ấy cũng làm ở xa, nên là chỉ dừng lại mất tình bạn thôi. Do vậy là cái mối tình của tụi con là phân phớt thôi đúng không? Dạ, phân phớt bụi phấn thôi gì? Dạ. Rồi, vậy giờ cô muốn biết là cái tiêu chuẩn mà người yêu của con là như thế nào để cô coi bên nhà trai họ có đáp ứng được không nha? Dạ, tiêu chuẩn thì khuôn mặt ưa nhìn, và đặc biệt con thích có nụ cười đẹp.
Dạ. Con chào con. Vân. Rất ưa nhìn, nụ cười rất đẹp. Nhìn đó con cười, có nụ cười rất đẹp. Đó. Được rồi đó con, cô thấy được rồi đó. Dạ, cao thì hơi có một xíu là được rồi. Con cao nhiêu? Con cao 1m65. Rồi xong. Dạ. Quá được luôn, rồi gì nữa nè? À, phải gọn gàng sạch sẽ. Gọn, con có gọn gàng sạch sẽ ơi, không? Hồi nãy mà. Con có nói rồi dạ, đúng không? Rồi. Đó là ưu điểm của đó con. Đó là ưu điểm của con. Dạ, ưu điểm con ơi. Mặc áo ủi lăng o luôn thấy không? Không hút thuốc. À, nhậu thì lâu lâu thôi chứ không có nhậu mà quá. Con có vậy không? Con có thể uống bia và uống rượu. Ừ. Nhưng mà con có lầy không? Con không lầy. Không lầy đúng không? Biết điểm dừng đúng không con? Dạ. Ừ. Mà dường như là hai đứa tụi con có cái khuôn mặt phu thê sao? Wow. Thiệt, cái đó cô nói thiệt. Giờ giúp Nguyễn lên ạ. Mặt rất là nét. Phu thê không? Phu thê dễ đồng sợ. Đồng đà. Ừ. Mặt dễ nhớ lắm. Dạ, cảm ơn. Ta gọi là gương mặt điện ảnh đó. Dạ. Dán tóc lên cho nó sáng cái mặt chút xíu. Đó. Lấy cười tươi như thế. Theo con thì người mà cùng đi với con suốt cuộc đời là người như thế nào? Theo con thì đó là chỉ cần một người cao đến 1m50 trở lên là được rồi. Dư xăng. Dư đúng không con? Dạ. Dư. Có thể rằng là quan tâm và chia sẻ cùng con. Sao con? Cái này phải hỏi con. Dạ. Con cũng cần một người đàn như ông vậy quan tâm phụ nữ quan tâm lại thôi. Mình giống như cái gương vậy đó, mình cứ quan tâm người ta chắc chắn quan tâm lại thôi, đúng không? Dạ. Giờ Vân nghĩ là chắc phải hỏi người thân. Đúng rồi, hỏi cái người thân đi. Ừ. Con đi với ai? Dạ con đi với anh trai ạ, anh Phong. Anh trai. Anh trai đâu? À. Rồi. Trời hot boy ghê chưa? À. Cứ nhìn anh ra em nha con. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. À, mà bạn cùng chơi và tất cả các vị khán giả. Con là anh trai ruột của Mai. Mai thì sống tình cảm, còn đôi lúc thì Mai hơi kỹ tính một xíu. Mình nhận xét bạn trai là hiền, thật thà. Và cái ngoại hình thì rất là ưa nhìn. Cũng mong muốn là Mai với bạn trai mình cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Bạn đi với ai? À, em đi với bà ông anh đồng nghiệp. À, em chào chương trình Bạn Muốn Hay No. Em chào hai MC. Dạ, chào bạn cùng chơi. À, em là anh làm chung với Hoàng. Hoàng thì đi làm công việc thì rất là vui vẻ, năng động, cũng chịu khó giúp đỡ anh em. Anh đi theo em đến đây thì anh chẳng có gì hơn, anh chỉ có muốn em là bấm chuông nhanh nhanh á. Bấm chuông nhanh nhanh đó phải không? À, em có một cái cảm nhận gì về bạn nữ bên này? Anh thì thấy đẹp gái em ơi. Anh thật thà quá được. Anh rồi. Thật thà còn hơn bạn Hoàng nữa. Rồi bây giờ thì thôi để hai trẻ gặp mặt đi nha bà mối nha. Cảm ơn bà mối đã giới thiệu đàn gái quá dễ thương. Tôi cũng cảm ơn ông mối giới thiệu đàn trai quá đáng yêu. Rồi nghe. Vậy chúng ta mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào em. Tấn công liền. Đứng lên con, đứng lên. Chào em. Anh đến đây có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Là một cây son ạ. Ờ, cái màu này con thích không, Mai? Dạ, con rất thích ạ. Em không thích thì cố gắng thích nhé. Dạ. Lần sau về anh có thể mua cho em nhiều hơn. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em nhé. Anh có thể mở ra xem không ạ? Wow. Dạ. Như anh đã biết á, là em kinh doanh chuỗi cà phê sạch, cho nên á, là em rất trân trọng và rất là có tình yêu mãnh liệt vào cà phê. Nên là em tặng anh một hộp quà này có hình em. Và em hy vọng là anh sẽ gắn cái hình anh trên này. Và em hy vọng là cái tình yêu của em dành cho anh nó mãnh liệt như là tình yêu của em dành cho cà phê ạ. Quá trời của đất wow. Anh xin cảm ơn. Cô nghe cho nó phê hơn cà phê luôn á. Nghe Hoàng nó tê người luôn rồi, Hoàng là bây giờ á khẩu luôn rồi đó. Con là bây giờ con sẽ đứng ngồi ở đây luôn đấy. Vậy em có cảm nhận khi lần đầu gặp anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là ưa nhìn. Con được cười cũng đẹp mà. Nói chung là cũng giống như mọi người của em. Còn về anh ạ, nhận xét em như thế nào? À, em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Sao nó khen nhau ngọt dữ vậy trời. Dạ, em hỏi anh một xíu là anh có thích uống cà phê không ạ? Anh thì thích vừa uống cà phê vừa uống cả em luôn. Như vậy thì về với em thì em sẽ pha cho anh một ly cà phê thiệt là ngon vào mỗi buổi sáng ạ. Hôm nay em đến chương trình này thì em cũng rất là thích hát luôn, nhưng mà mặc dù là hát không có được hay, nên em sẽ gửi đến anh Hoàng cũng như là cô Hồng Vân, chú Quyền Linh cùng tất cả mọi người đây một ca khúc được mang tên Nếu Em Được Chọn Lựa. Nếu Em Được Chọn Lựa. Dạ.
Hoàng đứng lên đứng kế bên Mai đi. Đó. Vậy có thể cho anh nắm tay em hay cho quá đúng đó. Không? Chủ động hết Hoàng à. Dạ, em xin bắt đầu ạ. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai thì tình yêu chúng em sẽ mãi không bao giờ phai. Em xin hết ạ. Và đến với nhà gái thì con xin phép chú Quyền Linh, con cũng hát chỉ được một đoạn thôi. Sao không được? Con sẽ hát bài dành cho em. Dạ. Tự nhiên con sẽ hát bài dành cho anh là sao? Không. Anh sẽ hát bài dành cho em. Anh sẽ hát bài dành cho em. Đừng tập trung vào đây nữa. Dạ. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên nhau, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu anh trao em khiến em thay đổi, bình yên trong em thức giấc nhớ em, viết lên bao câu chuyện. Con xin hết ạ. Em cảm thấy thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là rồi, được rồi. Hai đứa về ghế đi, ngồi nào. Hai đứa này là tối nay nó rủ nhau đi karaoke chắc luôn nè. Vậy theo em về quan điểm về một người chồng của em tương lai như thế nào? Dạ, thứ nhất là phải biết quan tâm chia sẻ. Thứ hai là nói chung là phải nghiêng về gia đình nhiều hơn. Sau giờ làm việc thì phải về nhà cùng nhau nấu cơm. Anh cũng vậy, anh thích rằng là mỗi buổi chiều, cho dù em đi làm về đúng không? Anh đi làm về, có thể buổi chiều về nhà ăn cơm. Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Còn đối với em thì tầm 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh trong vòng sang năm sau thì như thế nào? Xem thử cái tình cảm của hai đứa có đủ lớn hay không. Công việc cũng như là cái kinh tế nó ổn thì mình sẽ tiến tới. Và mỗi ngày hy sinh vì nhau một chút thôi, dành tình cảm cho nhau như vậy là quá tốt rồi. Dạ. Mình tưởng tượng 2-3 năm nữa mình tiến tới hôn nhân đi, rồi quan điểm về con trai con gái như thế nào trao đổi luôn đi. Tiền về ai giữ? Tiền thì em giữ thế. Tiền là em giữ đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con anh giữ hả? Con em cũng giữ luôn đúng không? Nếu mà cả hai cùng giữ. Tiền là em giữ thì con em cũng phải giữ luôn. Không nói vậy nhưng mọi việc đều có thể sắp xếp và chia sẻ cùng nhau được. Dạ. Giờ tính sanh mấy đứa nè. Dạ, theo em thì một gái một trai. Ồ, được như vậy thì ai cũng vui mừng rồi. Anh, em hỏi xíu, anh có thích ăn hải sản không ạ? Dạ, em thì không ăn được ốc, tại vì em ăn vô thể sẽ bị ói. Vậy là trừ ốc ra đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì anh sẽ mua hàu được không? Dạ không ạ, hàu, ốc, hến, nghêu, sò. Hai đứa nói với nhau một câu gì đó tận đáy lòng của mình, nói về người đối diện, nói gì về những cái gì mà mình mong muốn mình nói hết trong ngày hôm nay nha. 30 giây suy nghĩ rồi bắt đầu chúng ta nói. Bây giờ gặp một người xinh đẹp như em thì anh cũng không biết nói gì hết, ngoài sự chân thành của anh, ngoài sự đảm bảo yêu thương và trao đến cho một người thì anh đủ can đảm để lo cho em điều đó. Thì em rất là thích anh về ngoại hình cũng như là cách trò chuyện của anh. Cũng mong là hai chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau đó sẽ tiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Hết thời gian. Hãy để tay nước bấm và chúng ta kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. 3 2 2 1 Thời gian. Bấm cùng một lúc luôn. Bấm đó. Hết luôn. Chúc mừng. Rất hợp lý. Cần có tem rồi đó. Rất hợp tình, rất hợp với lẽ trời. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời mà chú Linh nghĩ rằng là hai con đã chọn đúng thời điểm đó. Thôi bây giờ Hoàng nè, Hoàng hãy hướng về ống kính. Ở đó ba mẹ và gia đình của Mai đang xem. Hoàng hãy xin thưa bà gia đình, hãy cho phép tụi con hẹn hò với nhau và tìm hiểu rồi
tiếp tới con làm cái gì đó, nói đi. Con xin chào bố mẹ của Mai, con là Hoàng. Nếu như ba mẹ cho chúng con tạo điều kiện giúp đỡ, là nguồn động lực để cho hai con tiến tới một tình yêu đẹp đẽ và có một kết thúc có hậu, em xin phép anh trai cho em thơm lên thơm lên mái tóc của em được không? Vậy anh trai có nguyện cho em không? Tức là cho em hôn má của em Mai thôi. Em có thể nhắm mắt lại dùng em được không? Dùng anh. Như vậy thôi. Hai bạn này rất là e ấp nè. Bây giờ chúng ta sẽ có những món quà từ chương trình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Chờ Mai đi trước mình đi sau để bảo vệ em gái bé nhỏ. Mối tình thứ hai thì do cô ấy cũng đồng ý sớm á, nên khi mà tìm hiểu á, em sợ trong khi tình yêu mình không biết là mình có chân thật không á, nên chia tay cô ấy. Ủa lần sau thôi nữa em. Xin mời gia đình nhà gái. Ủa Linh, về. Về. Mời nhà trai. Chào ông trai. Chào chị Hồng Vân ạ. Và bạn nữ còn kế bên. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Đoàn Nhâm Phúc. Năm nay em 32 tuổi, sinh ra Bản Lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên Ủy ban nhân phường 15 quận 5. Là quận bên tôi đó Linh ơi. Đúng dạ. Rồi đó. Nha, đó, đây đúng quận đi. Rồi, đúng phường luôn rồi. Tôi với ông đổi chỗ không? Rồi, cưng giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Trúc Phương, em 27 tuổi, đến từ Bến Tre và hiện tại thì em đang là nhân viên phòng thí nghiệm tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vậy hả? Tức là cưng làm ở Củ Chi hả? Dạ, em làm trong khu du lịch Một Thắng Việt Nam ở Củ Chi ạ. Ồ, trời, hôm nay cỡ nào tôi cũng phải gả nhà gái cho bên nhà trai nè. Rồi, em trai. Em dạ. Làm ở phường, em làm cụ thể làm gì? Dạ, công việc ở phường em làm văn phòng thống kê ạ. À. Là thống kê mấy cái sân khấu mà bán vé này kia đó. Dạ. Dạ không ạ. À. Em làm thống kê là em tổng hợp số liệu như điều tra kinh tế hay điều tra dân số hay là những số liệu về bán vé giả với đồ đó. Dạ không ạ. À. Rồi là em có công tác thêm thu thuế đất thêm cho phường thôi. Dạ. À. Rồi có liên quan gì tới sân khấu và bãi xe gì không? Dạ thì ở công tác ở phường thì nó sẽ có thêm một số, ví dụ như là mình cũng chạy
những cuộc hội nghị á, thì mình em có thể hỗ trợ em chạy chương trình hay làm MC á. Rồi hay quá, vậy là có ông dẫn nhờ rồi đó. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ về điểm mạnh thì tính tình của em dễ chịu, vui vẻ, cũng hòa đồng, hay giúp đỡ bạn nữ trong phường. Hay giúp đỡ bạn nữ trong phường hả? Dạ, đúng bạn rồi. Nữ nam sao nữ kỳ vậy? Dạ như là như trong phường á thì đôi khi một số bạn nữ sẽ có công việc như phiên gác hay này kia thì đúng rồi, nhưng bình thường thôi. Dạ. À, tức dân là mình nghi ngờ chứ biết nữa. Không, mình xài chữ là mình ga lăng với đúng phái rồi, nữ. Ga đó, lăng vậy đó. Ông Lê Tuấn Anh ông ga lăng kinh khủng lắm. Đừng có đốt nhà ông nội. Dạ. Có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu thì tính em cũng gục ghè với đám đông. Còn em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Ừ, dạ, thưa chị thì điểm mạnh của em á là em là người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm mọi người. Em thích nấu ăn và cũng có một chút xíu năng khiếu về nghệ thuật như là vẽ hay là hát. Còn về điểm yếu thì em là một người khá là nhạy cảm. Với lại là em rất là dở những cái môn thể thao á chị. Ừ, thực ra nhạy cảm mới làm nghệ thuật được. Rồi. Nhưng mà nhạy cảm có nhiều vấn đề. Bạn trai có đường tình duyên thế nào? Dạ, thì đến nay 32 tuổi em được trải qua hai mối tình. Thì một mối tình gọi là tình đơn phương thôi. Thì em cũng thích một cô thì cũng được khoảng 3 năm. Thì nhưng mà nhiều khi em cũng cố gắng. Nhưng mà đôi khi là do quan điểm của khác biệt á. Em thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Thì cô ấy thích sự ồn ào. Nên đôi khi không thể nào đến được với nhau. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì đúng do cô ấy cũng đồng ý sớm á, nên khi mà tìm hiểu á, em sợ trong khi tình yêu mình không biết là mình có chân thật không á, nên chia tay cô ấy. Ủa lần sau rồi em đi dạ, mấy năm? Lọt, dạ, đại loại như vậy nè. Để tôi phải cứu bồ, tôi cứu bồ phường tôi mới được. Dạ. Ừ. Giống như là cô ấy đến với nhau rất là nhanh. Em sợ tình yêu đó không chân thật cho lắm. Đó, nên em đã chủ động nhắn tin chia tay cô ấy. Đó. Dạ. Em đã chia tay người đó bao lâu rồi? Dạ khoảng được 2 năm hơn ạ. 2 năm hơn, từ đó đây em chưa quen một người nào nữa hả? Dạ, trắc nghiệp ha, dạ, trắc nghiệp ha, dạ. Trắc nghiệp á đúng không? Dạ. Hy vọng ngày hôm nay á là giải mã được nha. Dạ. Để okay. Anh Hoàng hỏi bên kia dạ, coi. Dạ. Nếu người ta đồng ý liền là khoan nha. Từ từ. Phải sau tháng mới được. Chào em gái dễ thương. Cái đường tình duyên của em sao? À, dạ thì em chỉ trải qua một mối tình thôi mà nó cũng kết thúc cách đây hơn 8 năm rồi ạ. Dạ, và trong khoảng 8 năm đó thì 8 năm sau này thì em cũng có thích một vài bạn nhưng mà không có tiến tới ạ. Ngại hay sao? Dạ, tại vì em cũng có tỏ tình á anh, nhưng mà bị từ chối. Anh tỏ tình luôn hả? Dạ. Nào kỳ lạ trời. Ta dễ thương gì mà từ chối à, thiệt tình luôn. Dạ, hôm nay em lên đây thì em nghĩ rằng cái người bạn bên đây á sẽ là em thử tưởng tượng coi bạn có giống như cái điều mà em nghĩ không. Em thích một người con gái là dịu dàng, dễ thương, hiền lành, cùng em san sẻ công việc gia đình. Quan điểm của em là thì xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đàn ông rửa bát, nàng mà nấu cơm. Dạ. Rồi nhưng mà rồi ngoại hình thì sao nè? Thấp hơn em chút xíu cũng được. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ, em mét 64. Dạ. Em mét 64, em mét nhiêu cưng? Dạ, em mét 61 ạ. À, đó, mẫu đó, hình đó. Lý tưởng nào nói cho dễ hiểu đi. Ừ. Một cái người nào mà em có thể nghĩ tới á. Ừ, em thích ai? Dạ. Mi. Hả? Mi gì? Mi du. À, Mi du. Dạ. Mi du. Thích dạ. Một người giống nói như Mi du. Nói cho nó rõ nha. Dạ. Thích mà ngại không chịu nói là sao? Ngại. Em nói Mi du mà em lên tông là mệt lắm. Dạ. Nói chứ cưng dễ thương lắm á. Được rồi. Còn em sao? Dạ, về mẫu người lý tưởng của em á, thì về ngoại hình á, sẽ có hai cái kiểu người mà làm cho em thu hút. Thứ nhất á, là cái người mặt hiền mà hay cười. Còn thứ hai là hiền cái người mặt cười. Lạnh lùng giống như kiểu mà cầu thủ Lương Xuân Trường ấy. Dạ. À đây, đây là mẫu hình lý tưởng. Nhưng mà đây dạ. Là cái tuýp người lạnh lùng. Dạ. Nhưng mà bạn lại nói là cái tuýp người trên là nhìn vô mặt dễ thương hay cười. Đó thì em là tuýp thứ nhất á. Em trai đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với lại sếp và mấy cô là mấy đồng nghiệp trong cơ quan. À, dễ thương ghê, dễ gây ấn tượng lắm á. Thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, hôm nay thì là thủ trưởng của bạn Phúc. Bạn Phúc thì ở trong đơn vị thì hết sức là hiền lành, chất phác, làm việc rất là có tâm và đầy trách nhiệm. Thì bạn Phúc này thì ngày thất tịch đó, người ta ăn có một chén chè hà, để có bạn gái để bạn ăn. Mỗi năm bạn ăn một nồi chè mà 7 năm nay rồi. Chưa có bạn gái. Về bạn nữ bên đây thì chắc chắn là sẽ hợp với gu bạn Phúc. Bởi vì bạn nữ bên đây là tóc đen, rồi mái tóc ngang vai, nói năng nhỏ nhẹ, rất là dễ thương. Đến với chương trình hôm nay thì cũng là cái duyên.
Thì thôi hai bạn tìm hiểu với nhau rồi chúng ta có cái kết. Đó là do hai bạn quyết định. Cuối cùng thì cũng rất là cảm ơn chỗ chị Hồng Vân đã ủng hộ hết mình cho phường nhà. Cũng động viên bạn phường nhà cố lên. Dạ, đó, xin cố lên phường nhà, cố lên. Em nè, em đi với ai? Dạ em đi với em họ và các bạn đồng nghiệp ạ. À rồi, xin mời đại diện nhà gái. Chào anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Nói về bé Phương á, thì bé Phương nó rất là hiền, biết chia sẻ với mọi người, hòa đồng nữa, nấu ăn rất là ngon. Cái này thì khỏi chê. Còn bạn bên đây á, thì chị thấy á, hơi nhút nhát nhưng mà chắc hợp với em á. Nói chung là nếu được thì hai đứa cho nhau cơ hội. Mở rào đi. Qua đi. Anh tặng em ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, đây, đồ của mình đây. Dạ, em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Ừ, cảm ơn em. Rồi, mở dạ, ra anh có thể lấy cho xem ạ. Dạ, đây là một bức tranh bằng giấy gió mà em tự vẽ. Em rất là thích cái loại giấy này tại vì nó là làm hoàn toàn thủ công luôn và nó rất là để được rất là lâu, khoảng vài trăm năm lận. Nên em hy vọng rằng là nếu mà mình hôm nay mình có tiến tới được với nhau đó, thì mong là nó sẽ bền lâu giống như cái tờ giấy gió này ạ. Dạ, ở phía sau nó còn có một bí mật nữa thì anh. Đây là cái hình mẫu lý tưởng mà trước khi mà đi đó, em tự vẽ ra thôi. Anh xem thử coi giống anh được bao nhiêu phần trăm à. Trời ơi, giống dữ trời. Giống mà nha. Cái hình đeo kiến luôn nè. Sao giống quá vậy? Đúng không? Sao tự nhiên em lại nghĩ? Trời ơi. Giống y chang luôn á thiệt mà. Dạ dạ. Rồi đó, hai đứa cảm nhận gì nhau đi. Dạ anh thấy em là người thế nào ạ? Anh thấy em người dễ thương, hiền lành, thích nấu ăn thì anh cũng thích nấu ăn là được rồi. Tại anh nấu ăn không giỏi lắm, anh chỉ biết rửa chén thôi. Tại hồi trước anh hay đi bộ đội á, nên mấy công việc rửa chén hay giặt đồ hay này kia thì anh biết. Vậy anh nghĩ như thế nào khi mà anh, nếu mà anh quen một người là con một á, tại vì em là con một trong gia đình á, thì em cũng có nhiều việc phải lo, thì anh có bận tâm gì không ạ? Không, không có gì hết. Tại vì thật sự ra thì yêu nhau thì mình cùng nhau san sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua thì lúc đó mới thấy là chân tình. Em có cảm nhận như thế nào về anh? Dạ, đầu tiên là em thấy anh đang rung á. Thì dạ, anh rung anh... thì anh hay nói chuyện với bạn nữ thì thường anh hay rung lắm, nên lý do tại sao mà anh giờ vẫn còn ấy. Cho anh hỏi là em sống ở đâu ạ? Em hiện tại là đang sống tại Củ Chi ạ. Củ Chi thì có thể nếu mình tới nhau thì có thể cuối tuần thứ bảy nhật thì anh có thể xuống Củ Chi. Dạ thường á, tại vì em làm khu du lịch đó anh, cho nên là thường thì cuối tuần thì em sẽ làm và em chỉ được nghỉ ngày thứ hai thôi. Rồi xong. Không sao, thì lúc đó thì thật sự ra Sài Gòn mà từ quận 5 về Củ Chi cũng gần, không sao đâu. Thì một tiếng đồng hồ thôi thì có thể mình gặp nhau. Rồi vậy là được ha. Giờ mình bàn coi khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được em trai. Theo em thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân á? Dạ em thì em không có bị giới hạn về độ tuổi á, tại vì kiểu em chỉ thấy khi nào thích hợp thì cưới thôi. Anh có gấp kết hôn không anh? Thật sự ra thì hôm nay anh cũng 32 tuổi rồi. Nếu mà có thể nhanh thì anh cũng muốn nhanh chút xíu. Tại thật sự ra 32 tuổi cũng độ tuổi trưởng thành để lập gia đình rồi. Dạ, dạ nhanh là bao lâu anh? Có thể ví dụ như mình quen có thể 1 năm hay 2 năm có thể tìm hiểu cũng được. 5, 6 tháng gì gấp. Dạ. Tại vì em sợ bạn nữ nhiều khi con gái người ta sẽ khi mà yêu một người thì người ta sẽ khó khăn hơn. Nếu mà gấp rút mà 6 tháng được không? Hỏi đi. 6 tháng là baby good lắm rồi. Thật sự em cũng thích lắm. Trời tại vì ở phường cũng nhiều người cũng nói là em lấy chồng lấy vợ đi. Để lâu quá. Không rồi. Để mời mấy cô đi đám cưới nữa. Nên em cũng nếu được thì 6 tháng thì rất là very good. Lấy còn... vợ được nha, đừng lấy chồng nha. Dạ. Dạ bị liệu ạ. Dạ. Rồi. Hồi hộp quá đúng không? Dạ. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái hát bài cho đổi hồi hộp nào. Dạ, em không biết ca mấy bạn gái ca hả? Dạ. Kiểu bước tới nắm tay bạn gái lên cho dạ, trao cảm xúc với nhau. Rồi bạn gái hát gì hát đó. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay. Đó bắt tay luôn. Nắm gì, tay, gì nắm vậy Phúc? Dạ nắm tay vậy. Hả nắm sao kì? Dạ nắm tay. Nắm tay. Ừ. Nắm hai tay luôn coi, nắm tay bên kia nữa coi. Rồi coi tay bạn nắm rồi cái cảm giác sao? Hả? Cảm giác điện giật.
Bạn gái có thể hát tặng cho bạn trai một bài. Em sẽ tặng anh một bài hát ạ. Chiều nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ vai. Chiều nay không có anh em buồn như lớp xưa. Chiều nay góc phố cũng biết buồn, thỏ bay cuối con đường. Chiều nay không có mưa rơi em lần em. Rồi, hát hay quá. Cảm giác thế nào nói bạn gái biết. Đừng cứ buông tay ra, nắm tay cứ nắm tay thế. Em cảm giác thì thật sự là em rất là vui, thích. Thì giống như là sau này ví dụ như đám cưới thì giống như có bạn ca thì cũng được. Tại vì em thích đám cưới mà thay cho dâu chú rể cùng ca, xong ca lắm. Rồi thôi, tao bấm luôn rồi. Em không có. Kể sao? Em nói một câu gì đó thật ngọt ngào với cô gái đi, để mình thuyết phục cô ấy sẽ bấm. Bởi vì giờ em bấm rồi đó. Tại sao em thấy ế trong khi anh đang ngồi kế bên? Ôi ơi. Rồi bây giờ nè, mình quyết định nha, trong 3 tiếng đếm nè. 1 2 3. Thời gian. Em không bấm hả? Em bắt tay anh. Dạ, thì em rất là vui khi mà hôm nay thế này được gặp anh. Và anh thật sự là một người rất là tốt luôn. Nhưng mà chắc là do cái cảm giác trong em á, là chưa có đủ để mà em bấm nút. Thì hy vọng là mình vẫn có thể làm bạn. Biết đâu sau này có một ngày là mình có thể tiến tới một mối quan hệ tốt hơn, sau khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn. Hãy mở lòng ra, hãy đón nhận những điều mà chúng ta xem như là có cơ hội để chúng ta gặp đấy nha. Hãy suy nghĩ lại. Anh mong rằng hai đứa sẽ cố gắng kết nối nhiều hơn nữa. Cố gắng nha. Dạ dạ. Rồi thôi, mình tặng quà thôi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan, thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn tình cảm quý vị đã luôn luôn theo dõi Bạn Muốn Hẹn Hò, ủng hộ các cặp đôi chúng tôi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
Dạ, con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn, có sự vui vẻ, hoạt bát, vui luôn, anh vui luôn và đủ để làm điểm tựa cho con. Cô ấy sẽ có tính tự lập. Quá tự lập luôn. Là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình. Hôm nay lên đây anh nó hơi rụt rè hay sao mà nghĩ nếu mà anh ở ngoài anh là cái tính anh như vậy thì chắc bị Trinh nó ăn hiếp. Nói cái này hơi ngại xíu nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ ra. Em không phải tìm kiếm xa xôi đâu nữa, có anh đây rồi. Và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào một khi có khó khăn gì thì luôn vững bước cho cuộc sống. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam.